Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái hiệu ứng dành cho nhạc cụ cơ bản mà chúng ta có ở trong FL Studio. Đầu tiên thì mình có một cái đoạn nhạc như thế này, các bạn nghe thử nha. Cái hiệu ứng đầu tiên mà chúng ta hay sử dụng nhất đó chính là một cái EQ. Đầu tiên thì các bạn hãy bỏ cái nhạc cụ của chúng ta vào cái khung của cái bàn mixer ha. Để làm như vậy thì đơn giản thôi, các bạn chỉ việc mở cái nút số 3 này ra. Rồi, các bạn thêm một cái nhạc cụ bất kỳ vào. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái khung là cái khung số 1 này. Khung số 1 này thì nó sẽ tương ứng với lại cái số 1 bên này trên cái bàn mixer của chúng ta ha. Mới đầu các bạn mở nó sẽ rất là nhiều. Thì hôm nay để mà dễ dàng hình dung thì mình sẽ bật qua cái chế độ là chế độ extra large siêu to này nha các bạn. Rồi, ở đây thì chúng ta có cái hiệu ứng EQ. Chúng ta mở, chúng ta chọn cái slot 1 này, chúng ta thêm hiệu ứng EQ vào. Ở đây thì mình có Fuzzy Parametric EQ 2 là cái EQ cơ bản nhất trong FL Studio nha các bạn. Rồi, giờ chúng ta hãy nghe thử nha. Thì đây là chúng ta có cái EQ nè, các bạn sẽ nhìn thấy cái EQ này thì mình sẽ phóng to một chút nha. Cái tầng âm các bạn có thể nhìn thấy rất rõ, sau khi mình cho nhạc chạy nha. Như các bạn thấy ở đây thì từ trái qua phải chính là âm trầm qua âm cao đó các bạn. Bây giờ mình sẽ thử mình tăng từng cái band từ trầm đến cao cho các bạn nghe thử nha. Rồi, thường á, cái hiệu ứng EQ thông dụng nhất là chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta có thể là chúng ta dùng một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng filter ha. Các bạn nhấn vào chữ preset này, chúng ta có thể chúng ta tìm đến cái 20 tới 18 Hz cut này. Rồi chúng ta có thể chúng ta sửa cái phần cut âm cao này, chúng ta sửa qua cái kiểu cut khác. Ví dụ như mình sẽ để qua kiểu cut này vậy. Thì bây giờ các bạn thấy là khi chúng ta kéo cái này qua trái qua phải thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng cut filter rất là đẹp ha. Thường á, cái hiệu ứng này chúng ta sẽ dùng theo kiểu là automation nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn bấm ra ngoài cho mình. Ở đây thì mình có sẵn một cái button như thế này ha. Chúng ta sẽ làm như sau nhé. Các bạn nhấn chuột phải vào cái cục màu xanh xanh ở ngay cái chỗ này nè. Các bạn sẽ thấy nó di chuyển qua trái qua phải đúng không? Các bạn nhấn chuột phải và chúng ta chọn Create Automation Clip. Rồi, ở đây thì cái button của mình kết thúc ở đây đúng không? Mình sẽ chọn từ đây đến đây. Rồi, đi từ trái qua phải đi lên như thế này. Ngoài ra thì EQ còn có thể chúng ta dùng để chúng ta có thể là chúng ta sử dụng để chúng ta tăng âm trầm, hoặc chúng ta có thể là cắt âm cao, hoặc những cái thứ tương tự vậy ha. Bây giờ mình sẽ mở thêm một cái EQ khác ở dưới này và chúng ta có thể thử chúng ta cắt lại tầng âm của cái đoạn này nhé. EQ trong FL Studio thì mình đã có video khác rồi, cho nên nếu mà các bạn nào có thể muốn tìm hiểu về cái này nhiều hơn thì các bạn có thể mở lại video của mình và xem video về EQ trong FL nha các bạn. Tiếp theo đó, ngoài EQ thì trong FL còn có rất là nhiều cái hiệu ứng cơ bản nhất, và cái một trong những cái hiệu ứng đó chính là cái delay và cái reverb ha. Bây giờ chúng ta hãy nói về cái delay trước. Ví dụ mình có cái delay ở đây.
Thì dĩ nhiên rồi, mình đã có video nói về cái này rồi. Nếu mà các bạn nào thích thì có thể bật ra xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh nó này. Các bạn có thể thấy delay đơn giản nó chỉ là hiệu ứng để làm cho âm thanh của chúng ta lặp đi lặp lại mà thôi. Tiếp theo đó, một cái hiệu ứng cũng quan trọng không kém, đó chính là cái reverb ha các bạn. Cái reverb chúng ta có thể tìm ở phần delay reverb cùng với cái chỗ delay hồi nãy ha. Chúng ta sẽ chọn một cái Footy Convolver chẳng hạn. Footy Convolver là một cái reverb mà nó khá là đơn giản để sử dụng. Chúng ta có thể chọn vào preset và chúng ta chọn một cái kiểu reverb. Ví dụ ở đây thì mình sẽ chọn vào cái nhà thờ ở Montclair ha. Rồi, tiếp theo đó chúng ta dùng thêm cái hiệu ứng tạo độ rè, thêm distortion nữa các bạn. Mình sẽ dùng cái Footy Fastix này nhé. Các bạn sẽ thấy là cái hiệu ứng này chúng ta nên để ở trên cùng để nó tránh tạo ra cái việc gọi là cái việc mà chúng ta cho delay vào và cái reverb vào. Nếu mà chúng ta để cái Fastix này nó ở cuối thì sẽ tạo ra cái hiệu ứng rất là lạ ha các bạn. Nhưng mà nếu chúng ta để nó trên cùng thì cái hiệu ứng đó nó sẽ không có bị lạ như vậy nữa, mà nó sẽ bình thường trở lại. Các bạn lưu ý là cái chuỗi xử lý hiệu ứng của FL nó chạy từ trên xuống dưới nhé các bạn. Như trường hợp này thì đầu tiên là nó vào Fastix trước, sau đó nó qua hai cái EQ. EQ21 và EQ22, sau đó nó sẽ vào Footy Delay 2 và cuối cùng là nó sẽ vào Footy Convolver. Rồi, và cuối cùng, dĩ nhiên, chúng ta không thể thiếu được, đó chính là một cái Footy Compressor. Footy Compressor này thì thường thường chúng ta sẽ để đầu dãy tín hiệu nha, có thể là trước luôn cả cái Fastix. Nếu mà các bạn hỏi tại sao mình đưa được cái plugin nó lên trên như thế này thì mình đang dùng cái con lăn chuột nha các bạn. Cái con lăn chuột ở giữa con chuột của các bạn đó. Cái video hôm nay nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình hy vọng các bạn đã học được những cái điều mới trong cái video này. Và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo. Dĩ nhiên rồi, nếu mà các bạn thích kênh của mình thì hãy đăng ký và nhấn nút chuông thông báo. Hẹn gặp lại các bạn.